Vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh sóng của 500 Broad Counter Strike 2 để đến với trận thi đấu thứ 3 của ngày thi đấu thứ nhất của giải thi đấu Blood Premier Spring Group. Đây là giải thi đấu STA đầu tiên trong năm 2024 này thuộc hệ thống của Blood, và đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong phiên cast ngày hôm nay sẽ là tôi Caster D-Cup, cùng với đó là Caster Hữu Nghĩa. Vâng, phải nói là chúng ta đã trải qua một cặp trận thi đấu BO3 phải nói tương đối cảm xúc đúng không? Giữa Cam City cùng với cả bên phía các thành viên team Navi. Mặc dù đã cố gắng hết sức mình rồi nhưng cuối cùng thì Cam City vẫn để thua với tỷ số là 0-2. Có lẽ rằng Elite cùng với cả những người đồng đội của mình như là Hellzack sẽ cần cố gắng hơn ở bên phía nhánh thua. Còn giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về ban pick của cặp trận BO3 sắp diễn ra giữa hai cái tên đó là Vitality cùng với là OG. Và Mirage là lựa sự lựa chọn đến từ OG. Còn đối với cả Vitality thì họ sẽ pick vào Inferno thôi, một map mà họ đang rất mạnh. Còn map thi đấu cuối cùng của chúng ta sẽ bắt thi đấu Vertigo đến từ cả đội tuyển. Nhìn vào map pool thì em đang cảm thấy có một chút lợi thế dành cho Vitality khi mà map thi đấu Mirage này thì Vitality bắn cũng rất tốt nha. Rõ ràng là như thế rồi. Bởi vì trong cặp trận thi đấu giữa OG Esports đối đầu với Vitality thì rất nhiều những fan hâm mộ của tựa game Counter-Strike 2 này đều dự đoán đó là Vitality bọn họ gần như là sẽ có một chiến thắng dễ dàng hay không trước đội hình của bên phía team OG Esports, khi mà ở thời điểm hiện tại Vitality đang thực sự là một nhà vua của tựa game Counter-Strike 2. Vâng, có thể coi là như vậy, nhưng mà họ đã chặn đứng được cái chuỗi thắng, nếu như mình nhớ không nhầm là 20 trận đấu đến từ Fake Clan. Chính là cái tên Vitality là đội tuyển chặn đứng cái chuỗi thắng đó của Fake Clan. Cùng với đó thì hiện tại thì line up bây giờ của OG nó cũng không còn được quá mạnh ngày xưa nữa rồi. Đúng vậy. Đã có những sự thay đổi nhất định. Chúng ta thấy những cái tên mới như là vị trí quan trang Nexus cùng với cả Heavy Ghost cũng như là cả Kito. Fiku thì quá quen thuộc rồi. Cùng với đó là cái tên Zegali nữa. Đúng vậy. Vâng, một line up phải nói rằng là nó có một chút gì đó của sức trẻ. Nhưng đối với đầu với họ bên kia là một đội tuyển vừa có sức trẻ lại vừa có kinh nghiệm nữa. Thì không biết rằng bên phía OG họ có thể vượt qua được cái chướng ngại vật này hay không đây. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một chút cái thông số đến từ cả hai đội tuyển. Đối với đội hình của bên phía OG Esports, đội tuyển được đánh giá thấp hơn trong cặp trận thi đấu tối ngày hôm nay thì bọn họ đang có 4 player đang có một phong độ không thực sự được tốt, đó là vị trí của Fiku, Kito, Regali và thậm chí đó là anh chàng Nexus nữa. Người mới đến đội hình của bên phía OG đó là vị trí anh chàng Heavy God, một người cũ của đội hình bên phía Enspoy thì đang có một chỉ số rating cũng khá ổn, 1.16. Tuy nhiên thì những gì anh chàng này thể hiện nó chỉ là với những đội tuyển ở đẳng cấp dưới thôi. Còn bây giờ hôm nay bọn họ sẽ phải đối đầu với một đội tuyển Vitality. Vitality dạo gần đây thì bọn họ đang có một cái thông số rất khủng khiếp tại 5 map thi đấu của Vitality: Inferno, Anubis, Mirage, Overpass, Vertigo. Trong 3 tháng đổ lại đây, bọn họ đang có cho mình đó là 100% tỷ lệ chiến thắng, một con số phải gọi là rất kinh khủng. Và cùng một chút nữa là chúng ta hãy điểm qua đó là lượng rating đến từ đội hình của bên phía team đó là Vitality. Tất cả đều trên 1.10, trong đó Zygu 1.37, Spinix 1.22. Vâng, nhìn vào cái kết quả cũng như cái thành tích gần đây của Vitality, chúng ta cũng không quá bất ngờ về cái rating đó đúng không? Đúng vậy. Còn ngược lại thì OG họ đang trẻ hóa đội hình. Khi nhìn vào lineup hiện tại của OG thì có lẽ rằng cái tên Kito là player có cho mình được số tuổi lớn nhất. Còn lại thì đều xem khoảng 20, 21 được tính năm nay, sinh khoảng năm 2003, 2004. Đúng vậy. Đều là những player còn rất trẻ, đặc biệt là những tân binh kiểu là vị trí của anh chàng Heavy Ghost chẳng hạn. Một player năm nay chỉ có 21 tuổi mà thôi, mặc dù trông mặt nhìn khá là già đấy, nhưng tuổi đời còn rất trẻ. Và có lẽ rằng để cho OG đánh bại được Vitality thì quả thật là một điều gì nó hơi điên rồ đúng không? Thì không biết rằng anh Dũng Quốc, anh dự đoán cái tỷ số trận đấu này là bao nhiêu? Anh nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho Vitality thôi. 2-0 cho Vitality, và thậm chí ở cả hai map thi đấu thì anh nghĩ là OG Esports bọn họ sẽ không thể chạm nổi con số 7. Wow. Đây là sẽ là một chiến thắng hoàn hảo dành cho Vitality trong ngày đầu giao quân. Một sự tự tin, một lần khẳng định đến từ bình luận viên Dũng Quốc của chúng ta. Còn đối với cá nhân mình thì mình vẫn có một chút niềm tin đặt cho cái thế hệ trẻ này. Và biết đâu đấy thắng được một map thì sao? Và có thể là một cái tỷ số 2-1 dành cho Vitality. Họ biết đâu đấy gặp một chút khó khăn ở Mirage, bởi vì bây giờ thực sự nhìn cái cửa thắng của OG ra thì ngoài Mirage ta thấy không có cơ hội nào cả. Ngay cả map thi đấu Vertigo, map thi đấu cuối cùng cũng là trong số những map thi đấu mà Vitality bắn rất kinh. Đúng đặc vậy. Biệt là vị trí của chàng Zygu. Zygu hay là cái tên Spinix, Spinix bắn map này cũng kinh nhá. Vâng, không phải là dạng vừa đâu. Thế đâm ra là đối với OG thì có lẽ rằng họ sẽ cần phải cố gắng hết sức mình, tung ra hết hỏa lực ở map đầu tiên. Thắng được hay không thì quyết định chính là ở map thi đấu Mirage này. Còn khi về mà Inferno thì thôi, chắc lúc đấy thì nó cũng là giờ mà OG họ xuống nhánh thua đúng không?
OG Sport bọn họ đã có cho mình những sự thay đổi khi mà G2 Sport bọn họ đưa vị trí của Nexa quay trở lại đội hình của mình, thì OG bọn họ lại chuyển vị trí của in-game leader của đội tuyển sang cho vị trí của Kito. Thì đây cũng là một vai trò mà Kito mình nghĩ là cũng còn tương đối xa lạ với người hâm mộ khi mà ở vị trí vai trò in-game leader. Thì liệu rằng ngày hôm nay Kito, anh chàng này cũng là một trong những người đã thi đấu chuyên nghiệp rất là lâu rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên đối đầu với Kito thì lại là một huyền thoại. Đó là vị trí của Apex, người đã có cho mình hai chức vô địch Major, cùng với đó là một phong độ đang cực kỳ cao. Rating của Apex trong 3 tháng đổ lại đây đó là 1.10. Đối với cá nhân mình mà nói, ở vị trí in-game leader thì 1.10 rating là một con số cao ngất ngưởng đến từ vị trí của Apex. Rất cao, đến từ anh chàng Apex. Và phải nói rằng là nếu xét về cái độ chơi game, à, chính xác là cái khoảng thời gian thì nó chuyên nghiệp giữa Apex của mình ở Kito, thì Apex ăn đứt vị trí của Kito rồi. Chính xác. Và ngay cả ở trong những cái cuộc chạm trán trước đây giữa hai cái tên này thì đa phần là Apex sẽ luôn luôn là người giành chiếm thế thượng phong thôi. Còn đối với cả Kito cùng với cả những người bạn của mình thì chắc có lẽ rằng sẽ cần phải cố gắng hết sức mình ở trong game thi đấu này, khi chúng ta đều biết được rằng là đối với cả Kito thì ở cái thời điểm mà anh ấy thi đấu cho bên phía Captain Team Big thì cái nhiệm vụ cũng không phải là côn team mà là người côn sẽ là vị trí của tập xe. Cũng như ở cái thời điểm đó thì Kito phong độ hơi là phập phồng. Vâng, chúng ta biết đến Kito nhờ những pha tỏa sáng, những pha highlight bắn Deagle ở Mountain Mirage này, thì tôi đang rất mong chờ vào là một cái sự đột biến đến từ Kito cùng với cả những người đồng đội của mình tại Mountain Mirage. Nói về phong độ của Kito trong khoảng thời gian đổ lại đây thì anh chàng này cũng đang không có một phong độ quá cao. Còn nói về trước đây thì anh nhớ có một giai đoạn Kito cùng với là Tizian của Big hình như là bị đẩy xuống, đó là Big Academy thì phải. Chính xác. Anh nhớ có một giai đoạn ngắn là như vậy. Vâng, một giai đoạn mà chúng ta đã thấy được những cái tên mới được cho vào đội hình của Big, đúng không? Và sau đó thì Kito sau khoảng thời gian đấy thì cũng đã có những cái thời điểm được quay trở về đội hình của Big rồi, nhưng có vẻ như nó vẫn không phải là cái điểm giải phóng tốt nhất của Kito. Vâng, có lẽ cái khoảng thời gian đấy nó qua nó cũng tương đối lâu rồi. Còn đối với cả cái bên phía của Team Big thì thời hiện tại tôi đang thấy rằng là tương đối ổn, khi mà Tam Sen đang dẫn dắt những người trẻ tuổi, người em Team Big, những em của mình, Grimbo, Prosert đều là những cái tên rất là sáng. Chính xác. Giờ đây có lẽ chúng ta chuẩn bị đến với cả một tuần Mirage thôi. Và tôi đang rất mong chờ vào một sự bùng nổ đến từ bên phía các thành viên của Team Vitality tại map thi đấu Mirage này. Không biết rằng họ sẽ đánh bại được bên phía các thành viên Team OG hay không đây. Như những gì mà chúng ta đã dự đoán từ trước thì có lẽ rằng sẽ là một kết quả dễ dàng dành cho bên phía các thành viên Team Vitality. Nhưng đây là tựa game set ai, chúng ta luôn có những điều bất ngờ, đúng không? Ngay cả trước cái thời điểm mà set 2 ra đã có rất nhiều những cái sự đồn đoán cho rằng đây là một tựa game mà cái công nghệ xử lý hack của Valve rất tốt, mọi thứ đều cực kỳ ở cái mức gọi là hoàn hảo. Nhưng mà cuối cùng không, khi ra set 2 phát vô vàn lỗi, vâng, tỉ tỉ những cái lỗi mà ngay cả hack chúng ta để thấy bây giờ nó gần như là tràn lan đại hải hết rồi. Và ngay cả Valve chúng ta những cái điều bất ngờ thì ở ngay trong game này thôi nó sẽ có những cái điều bất ngờ xảy ra giữa Vitality cũng như là cả bên phía các thành viên của Team OG. Vâng, và trên hình ảnh của quý vị và các bạn đó là top 1 HLTV năm 2023. Zygu. Một trong những con quái vật, một trong những người đang xuất sắc nhất của tựa game Counter-Strike 2 ở thời điểm hiện tại. Và đây, top 8 của HLTV năm nay, Spinix. Rất đẳng cấp, phải nói rằng là một lineup mà có quá nhiều cái tên cộng cán đến từ Vitality. Và được khoảng ra gần đây thì mình cũng theo dõi xem livestream của Zygu tương đối nhiều. Và nếu như bạn nào không biết, có một điều đặc biệt đến với Zygu là khi sang tựa game set 2 này thì Zygu bắn với một cái chế độ là follow the coin. Có nghĩa là cái tâm của Zygu sẽ đi theo cái đường đạn này luôn. Vâng, tương đối là dị đến từ tuyển thủ này. Còn giờ có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với cả pistol round của đối đầu giữa OG cùng với cả Vitality thôi. Một round thi đấu mà OG họ đang muốn set bài bom sai A. Có một quả smoke, có những quả flash, đây cũng có vẻ như một tình huống tành nối rồi. Nhưng đối phương bắn tận 3A thì liệu rằng có được hay không đây? Mewzyu bắn kinh quá, có một mặt double kill đến từ Mewzyu, hai cái bom. Và Apex đứng ở trên khu vực lầu thì quá đơn giản đi. Một mạng cho Apex rồi, mà đó là cơn ác mộng dành cho OG ở ngày pistol round. Sự áp đảo đã được thể hiện đến từ Vitality trong ngay round thi đấu đầu tiên. Một bài đánh đơn điệu vào khu vực bom sai A đến từ đội hình của bên phía OG. Tuy nhiên chỉ cần một mình vị trí của Mewzyu cũng như là Apex cũng đã là đủ để hủy diệt hoàn toàn OG Esports. Và đó là một không quá dễ dàng dành cho đội hình của Vitality. Một pistol round hoàn hảo. Vâng, một bài mà tôi cũng thường hay sử dụng ở trong những trận đấu rank. Đó là một quả smoke che đi khu vực connector và sau đó thì anh em cùng nhau tanh lên.
sẽ có những tình huống tanh bên City hoặc là khu Zango. Còn giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với cả second round, thêm một round Eco đến từ OG. Và không biết rằng với những khẩu Glock này thì họ sẽ bắt được mấy súng của Vitality đây. Tôi đoán rằng sẽ là khoảng một súng thôi. Bởi vì kia là cái tên Vitality và trong số những đội tuyển mà anti-Eco là rất tốt. Chính xác là như thế, với những khẩu Glock như thế này thì chỉ là những tình huống cầu may thôi. Bắt được súng nào hay súng ấy đến từ đội hình bên phía OG Esports, bọn họ đang stack đến 5 người ở khu vực Underspot. Tuy nhiên thì đội hình của bên phía team Vitality lại không có ai tò mò ra khu vực này cả. Đang là những bước di chuyển để đi lên khu vực middle và bọn họ sẽ phải chạm trán Zygu. Double kill dành cho Zygu trước khi nằm xuống. Apex ở khu vực top mid thì cũng cover rất tốt cho những người đồng đội của mình. Và đó là triple kill dành cho Apex, 2-0 gọn gàng dành cho đội hình bên phía Vitality. Vâng, và đúng như cái gì mà mình dự đoán từ trước đó là mất đi một súng đến từ bên phía Vitality. Còn lại thì cả 4 player vẫn giữ được cho mình những khẩu rifle. Và có lẽ rằng cái khẩu 1S của Zygu sẽ thu hồi về thôi, khi mà tôi thấy rằng có một play bên phía TV của team Vitality ra vừa rồi bắn trả mát. Bên có kịp hay không? Đây ta cùng xem lại. Một pha mà Zygu đã chủ động ra cửa ở khu vực Underpass. Tình huống đẩy nối xuống Underpass khi mà mid đã được Apex clear cho rồi. Tình huống đó mà Zygu cầm một khẩu 4A4 thì tôi nghĩ rằng có lẽ đã có một pha ầy Zygu thì sau đây bị bắn chết Ito ạ. Và tình huống mà Zygu đã góp đạp cho pha bắn vừa rồi. Apex có một cái double kill bắn tay to từ Apex và đó là sự hủy diệt của Vitality dành cho OG. Một tình huống mà chơi cường ở mid rất bất ngờ đến từ Vitality và họ đã thành công. Full buy đến từ đội hình bên phía OG Esports. Tuy nhiên đây là một bài đánh như kiểu là một round thi đấu eco vậy. Cả 5 người đẩy ra mid và đó là một tình huống deny nhau đến từ đội hình bên phía OG Esports. Còn đối với Vitality, bọn họ chỉ đơn giản là thể hiện cái khả năng êm của mình mà thôi. 3-0 quá dễ dàng và thậm chí sẽ là 4-0 khi mà round thi đấu tiếp theo sẽ là một round thi đấu yếu tiền đến từ đội hình bên phía OG. Vừa rồi là hình như cũng có flash búp ra nhưng mà Apex không bị mù. Apex lại là nhảy từ cửa sổ xuống. Vâng. Chúng ta để thấy người đứng cương trước là vị trí của Zygu. Một round thi đấu full bài mà phải nói rằng nó quá trong vánh đến từ bên phía các thành viên của chỉ team OG. Chỉ còn khoảng 15 giây mà thôi. 15 giây. Vâng, Smoke, Zango đôi khi còn chưa kịp nổ thì đã có người phải nằm xuống rồi. Rất đáng tiếc dành cho bên phía thành viên team OG, khi mà họ đã để thua một kỳ round rất quan trọng của chính mình. Đây, hãy nhìn tình huống này mà xem. Ủa, như vậy là như bom mìn ít quá hay sao? Dừng Apex bắn thoáng như thế này nhỉ? Bởi chúng ta đều biết rằng những tình huống mà ra mid đến từ bên phía T-side mà từ mid này sẽ cần rất nhiều flash. Đúng. Ít nhất phải khoảng 2-3 quả mới có thể ra mid được. Đây thì sao đây? Vác Eagle đi pick người của khu vực A-man đến từ Heavy God. Vâng, quyết định khá cá nhân và đó là một pha bắn tay to đến từ Heavy God. Những người đều đã nằm xuống rồi và Apex bắt được Heavy God. Đó là double kill cho Apex. Vâng, OG thích bắn tay to thì Vitality chiều. Và đó là liên tục những cái mồm dành cho bên phía Vitality. Và có lẽ rằng round thắng thứ tư nó sẽ đến dành cho Vitality thôi. Khi bây giờ chỉ còn mỗi mình vị trí của Fiku. Một vét, bốn vét, một khẩu Eagle cùng với đóng ghế giáp 1. Trông rất no hope. Muốn bắn tay to với cả 5 player bên phía bên kia đang có một phong độ đỉnh cao. Thì gần như đó là một cái án tử dành cho các player bên phía OG Esports. Fiku, người còn sống cuối cùng bên phía OG với một khẩu DE như thế này thì gần như chỉ cầu may đi bắt súng được của đối phương mà thôi. Chứ còn nói để nói về một round thi đấu chiến thắng thì gần như là không có. Đối phương thì cũng đã đẩy lên khu vực top mid, đó là vị trí của Apex rồi. Liệu rằng Apex có bắt được Fiku hay không đây. Còn Fiku thì đã nhìn thấy vị trí của Apex. Cần một có một khoảng timing check lại đến từ vị trí của Apex và để xem nào. Đang là một tình huống luồn lách rất rồi. Khéo và Fiku bắt đi được vị trí của Apex, thu hồi lại cho mình. Đó là một khẩu M4A1. Chính xác là M4A4, một tình huống bắn tay to đến từ bị trục Fiku. Tình huống đó thì Apex có vẻ như đã nhìn ra được cái lưng của vị trí Fiku. Vâng, nhưng mà mỗi tội Fiku bắn kinh quá thôi. Rồi thì sao đây? Vâng, di chuyển tạo đột biến đến từ Fiku. Và đó là cái mồm thứ hai, 20 giây. Và liệu rằng có đoán ra được vị trí hiện tại của anh chàng đó là Zygu trên khu vực lầu 2 không đây? Rất khó. Đặt bom và vị trí của Zygu sẽ từ từ bò ra. Chúng ta cùng xem Fiku nào. Fiku đã biết rồi, và Fiku như vậy là tình huống mà Fiku chỉ nhá thôi, nhưng không hề biết rằng đối phương đã giặt hẳn sang mép bên phía tay trái của khu vực trên lầu. Hơi đáng tiếc cho anh chàng Fiku, bởi vì nếu như tình huống đó mà Fiku có thể bắt được Zygu thì nhiều khả năng sẽ có một pha clutch 1v4 điên rồ đến từ vị trí của Fiku. Fiku đã biết là có người ở khu vực lầu trong tình huống đó đến từ đội bên phía Vitality rồi. Đó là lý do tại sao mà Fiku đặt một quả C4 rất kín
Tuy nhiên thì Zaigu lại là người chiến thắng sau cùng, 4-0 dành cho đội hình bên phía Vitality, một khởi đầu hết sức thuận lợi dành cho top 1 HLTV ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy cùng nhau đến luôn với round thi đấu thứ 5. Đây sẽ là một round thi đấu full bài đầy đủ bom mìn cũng như là súng ống đến từ đội hình của bên phía OG Esports. Vâng, một Apex đang quá khác. 12, một cái KDA có thể coi là khủng bố đến từ EGL của Vitality. Vâng, team Apex bắn bay này rồi thì có vẻ như những chú ông vàng sẽ chơi game thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí Flame thì còn chưa phải làm gì cơ. Nhưng mà hiện tại anh chàng này vẫn đang có những cái KDA là 0-1. Một team chiếm mid cơ bản đến từ bên phía OG. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì liệu rằng họ có dám tiếp tục di chuyển ngoài mid hay không đây? Bom mìn là vẫn còn nha. Còn bên phía bên kia thì các thành viên Vitality họ đang bắn một đội hình 2-1-2. Giữ hai người ở B, một người canh ladder, B-shot là vị trí của Spinix. Và Apex sẽ là người kê lại nối cũng như là check lại jungle kẹp cùng với cả vị trí của Spinix. Đang là những quả smoke che đi khu vực jungle cũng như là connector phế đi hoàn toàn tầm nhìn của các player bên phía Vitality. Và với lối di chuyển này thì rất có thể đây sẽ là một tình huống mid 2A đến từ đội hình của bên phía team OG. Đã có những dấu hiệu vào khu bonsai A đến từ đội hình bên phía OG rồi. Và Zaigu liệu rằng có cho mình một mạng hay không đây? Zaigu có cho mình cái mạng của Nexus. Double kill dành cho Zaigu và bắn trượt. Tuy nhiên thì Flame G cũng như là Spin đều lên tiếng và chỉ có lại một mình Regali mà thôi. 21 HP còn lại với một khẩu AWP trong tay. Và bây giờ một quả nết, 18 HP bị trừ đi và chỉ còn lại 3 máu đến từ Regali. Đây sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 5 dành cho đội hình bên phía Vitality khi Regali không thể làm được gì cả. Apex là người chốt sổ round thi đấu vừa rồi, 5-0 dành cho Vitality. Vâng, bắn quá cháy đến từ vị trí của Zaigu. Chúng ta lại thấy một vị trí đứng bất ngờ ở trên khu vực ticket box. Và sau đó thì Zaigu đã có cho mình tận cái double kill. Tí nữa tôi là triple kill nếu như tình huống vẩy thứ 3 nó tốt hơn, chuẩn xác hơn. Vâng, bắt được người đi đầu rồi. Và sau đó thì gần như là tan vỡ dành cho phía OG thôi. Rất đơn giản và dễ dàng. Một tình huống đánh nó cũng khá là cơ bản đến từ OG. Vâng, cùng nhau sổ thẳng vào Connector và dùng rắn lên mây vào ôm xe A. Nhưng mà đâu có chuyện mà nó đơn dễ dàng đến như thế đúng không? Đúng vậy. Vâng, đây là Vitality mà một trong số những đại diện mà họ bắn map thi đấu. Mirage này cũng rất tốt nha. Phải nói những cái bài đánh của OG Esports tại map thi đấu Mirage này trong chiến thuật của Kito đề ra cho những người đồng đội của mình nghe vẻ nó hơi đơn điệu quá. Và đơn điệu quá với một đội tuyển như Vitality thì gần như là không có cửa. Thật sự là như vậy. Một tình huống mid 2A thôi và đơn giản thôi. Thì đội hình bên phía Vitality bọn họ cứ bắn cho mình một đội hình default. Họ có cho mình những player có khả năng xử lý tốt. Và round thi đấu thứ 6 này là một tình huống rớt mid nhanh đến từ đội hình của bên phía team. Đó là OG Esports. Nexus đã mở điểm với mạng của Flame gì. Under Heaven có vị trí của Apex. Apex có cho mình double kill trước khi nằm xuống. Bây giờ sẽ là một tình huống 3v2. Kito cũng là Fiku là những người còn sống. Ba người của đội hình bên phía Vitality ở khu vực City, Meizu đã bắt đi được vị trí của Fiku rồi và chỉ còn lại một mình vị trí của Kito mà thôi. Phong độ của Kito trong map thi đấu này tính đến thời điểm hiện tại cũng không phải là cao, 0-5 đến từ Kito và bây giờ anh chàng này phải clutch 1v3. Vắc đi go clutch 1v3 với Vitality. Một cái điều nó quá điên rồi và thì Zaigun cẩn thận trả lại một quả súng rũi sâu. Tò mò là sẽ chết, vâng tò mò là sẽ chết, tôi đã bảo rồi mà. Nhưng mà Kito vẫn coi những cái nhịp nhá ra và nằm xuống dạng súng của anh chàng Zaigu. Một tình huống rush speed nhanh vào khu vực connector, một bài định tạo đột biến nhưng mà cuối cùng thì không. Chỉ có đột tử thôi. Họ đã có một chút những sự đột biến khi bắt được người đứng ở trong bombsite A nhưng vẫn còn đó vị trí của Apex đứng ở trần lầu. Cũng như là một khẩu ốp của Zaigu bắn kẹp từ khu vực City. Đây chúng ta cùng xem lại. Apex một tên đạn sấy ở đoạn giữa thì nó hơi chờ tí chứ không sao. Vẫn là một tên đạn tốt đến từ Apex, còn Zaigu thì không khác gì những kiểu cái bảo hiểm của họ ở Monsaya cả. Quá chắc chắn. 6-0 dành cho Vitality rồi. Và một màn áp đảo đến từ bên phía Vitality dành cho OG. Đây sẽ là một key round tiếp theo mà OG sẽ phải đối mặt. Họ vẫn đang có những tiếng bo chuyền ở mid thôi và điểm đến sẽ vẫn là Monsaya. Vâng. Từ nãy giờ tôi chưa thấy OG đánh B đâu. Tôi nghĩ rằng cần một round thôi, nếu vào B thì 6 round vào A rồi có được đâu. Nhưng mà còn đó cái tên đó là vị trí của Zaigu. Đấy sẽ là một tình huống vào à đến từ đội hình của bên phía OG Esports. Kito có cho mình cái mạng của Svinix. Tuy nhiên Flame G cũng như là Mezil có cho mình hai mạng hạ gục và đó là ba mạng hạ gục luôn. Chỉ còn lại một mình Regali cũng như là Heavy God mà thôi. Lại là lợi thế hơn người quá lớn dành cho đội hình bên phía Vitality rồi và chắc chắn Heavy God đã bị phát hiện vị trí. Vâng, có rất chết có rồi. Chết trên quả lửa đến từ anh chàng Heavy God, chỉ còn đó là Regali thôi. Lại vác úp một phép 4 clutch. Thực sự là khoai dành cho Zegali. Một tình huống chúng ta có thể thấy được rằng là
Messi chính là key player tình huống đó. Một pha bắn lợi đi sót sang vẩy tâm chết người Ladder và sau đó thì bắt luôn người ở nối đến từ vị trí của anh chàng Messi có một cái triple kill ra đối vừa rồi. Vâng, không chỉ làm tốt cái nhiệm vụ của mình ở B-Shot và thậm chí còn hỗ trợ luôn người bom xe A. 10 điểm đến từ Messi. Còn có lẽ Zegali bây giờ cái ước mơ của anh ấy, cái khát vọng của anh ấy là đi xếp cho mình khẩu ốp này. Nhưng liệu rằng Vitality có cho phép để đi xuống hay không đây? Có trở lại làm công rồi. Vâng, quick scope xịt và đó là một tiếng phải nằm xuống dưới họng súng của Apex đến từ anh chàng Zegali. Đang là một sự áp đảo hoàn toàn đến từ đội hình bên phía Vitality dành cho OG Sport. Gần như đang không có phương án vào cuộc bom sai đến từ đội hình của bên phía OG. Bọn họ vào mà mất đến 3 đến 4 người như thế này thì gần như là không thể chiến thắng. Đây tình huống mất vị trí của Mezu bắn như kiểu bật speedboard vậy. Vâng, 7-0 đến từ Mezu. Vẩy tâm một cái vào thẳng mồm đối thủ, bắn 2 viên 1 luôn đến từ Mezu. Cẩn thận ạ, đỉnh thật sự. Ngay thì nó có phong độ của Vitality đang là quá cao. Không chỉ mình cá nhân Apex mà ngay cả những người đồng đội của Apex thôi vẫn đang bắn quá bay. Apex bây giờ đã 14 kill rồi. Vâng, nếu như chúng ta che đi tên đội tuyển có lẽ là sẽ thấy rằng đây không có gì kiểu là một trận đấu tập của Vitality vậy. Vâng, họ quá sơ mớp trước cái tên OG. Và thậm chí đây là map pick của OG nữa. Tầm này thì có vẻ như đã chuyển hướng về B khi mà thấy rằng là đâm A từ nãy giờ toàn lủng thôi. Tự nhiên bom side B của đội hình bên phía Vitality tại round thi đấu thứ 8 này lại có sự trấn thủ của 3 thành viên cơ. Mezu, Apex cũng như là Spin sẽ là những người trấn thủ vùng bom side B. Một quả lừa được trả ra như thế này thì gần như là không thể vào B đến từ đội hình của bên phía OG Esports. Có vẻ như đây sẽ chỉ là một tình huống câu đồ đến từ các player bên phía team OG mà thôi. Flamesy vừa bắt đi được vị trí của Heavy God ở khu vực jungle và tiếp tục là Spinix đẩy ra có cho mình cái mạng của Kito. Quá áp đảo dành cho các player bên phía Vitality. Và ở đây bắn trượt đến từ vị trí của Nexus thì là cái chết dành cho anh ấy. Hai người bị kẹt lại ở khu vực lầu B, đó là Fiku cũng như là vị trí của Regali. Như thế này thì không khác gì cống mạng cho Mezu cả. Một chiến thắng quá hoàn hảo dành cho Vitality khi mà bọn họ không để mất bất cứ một súng nào. 8-0 dành cho Vitality. Giữ bom mìn tốt, dùng bom mìn đúng thời điểm. Bắt bài hai. Như chính xác và gần như bên phía thành viên team OG họ không khác gì như kiểu cá nào trong giọ thì cũng đấy cả. Và chúng ta có thể thấy rất khó cho OG khi mà họ phải đối đầu với cả một đội tuyển quá mạnh ở ngay loạt trận đầu tiên. Trận này có lẽ rằng phải ship 5 bình OG cho bên phía thay vì của team OG thì họ mới có thể thở được. Khó lắm rồi. Nhưng họ lại gặp cái tên Vitality bắn quá cháy như thế này. Apex lại muốn cải thiện chỉ số frag của mình rồi. Vâng, đây là con số trận đấu mà Apex đang bắn rất cháy. Đây là một miếng mồi vừa miếng so với cả vị trí Apex. Đang cố quẩy và giữ nối cực kỳ rắn đến từ Apex, sẵn sàng cường skill của đối thủ. Còn nào chúng ta cùng xem có đấy mid to mid nó có được hay không. Đến từ đầu thì vẫn còn nói tên Spinx. Spinx có mình một mạng rồi, Flamesy đổi mạng Zegali rồi. Zygu đang cầm ốp quẩy, biết rằng trên lầu có người đến từ vị trí quay trăng Zygu. Và thời điểm hiện tại thì nhảy xuống không được đâu. Fiku ơi, quá ngây thơ. Kito đang bò trong quả sống ở nối, người đi lắc lại là người sống cuối cùng. Hết rồi, tầm này chỉ biết good luck vị trí của Kito mà thôi. Chắc chắn là hết dành cho đội hình bên phía OG Sport rồi. Mặc dù khoảng timing còn đó là một phút đấy, tuy nhiên quả C4 giờ chị quá xấu. Và Zygu với khẩu ốp thì chắc chắn sẽ kê lại quả C4 này mà thôi. Kito bây giờ đang lần mò khu vực top mid. Liệu rằng Kito có muốn làm clutch 1v3 trong tình huống này hay không đây? Khó, thật sự khó dành cho OG Sport khi mà bọn họ vào bom sai của đối phương thì cứ nằm xuống như ngả dạ. Và đó là round thi đấu chiến thắng thứ 9 gọi tên đội hình của bên phía Vitality. Rất áp đảo đến từ ông vàng nước Pháp. Sẽ là một quyền côn tactic đến từ đội hình bên phía OG Esport. Camera thì cũng đang chiếu vào đó là gương mặt của vị trí in-game leader Kito. Gần như những bài đánh của Kito trong map thi đấu Mirage này tỏ ra là đơn giản quá. Đơn giản quá trước một in-game leader lão làng như Apex. Không, bây giờ chúng ta bỏ qua vấn đề bài vở cái thứ hết đi nhá. Đọ tay. Đọ tay. Đã thua rồi. Thua rồi. Bây giờ bài để làm cái gì? Vâng. Cũng giống như kiểu Achilles vậy. Vâng, cái việc mà họ đi lại rồi đã không được bình thường rồi. Chứ bây giờ đâu súng với cả bài vở làm cái gì nữa. Rất khó các bạn ạ. Thực sự là khó. Đây, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Làm gì bắn cho những người đồng đội cũ hiểu thế nào là thi đấu luôn. Regali thì cũng chỉ biết quay sang hỏi những người đồng đội của mình thôi. Không hiểu sao đối phương lại có thể bắn láo như vậy. Luôn qua quả smoke và bắn lên khu vực B-shot. Round thi đấu thứ 10.
Tiếp tục là lại một tình huống muốn đâm A nữa đến từ OG Esports. Với những khẩu lục như thế này thì cũng phải gọi là khó. Và bây giờ với những quả đồ như thế này thì chắc chắn là Vitality biết rồi. Zygu ở đây bắn trong mù lòa không giết được ai cả. Tuy nhiên vẫn có mạng dành cho Zygu, một mạng dành cho Zygu mà thôi khi mà Fiku đổi mạng là nhanh. 4v4. Một lần hiếm hoi mà chúng ta thấy OG bot bọn họ hạ được quả C4 xuống. Tuy nhiên đối phương vẫn còn rất nhiều đồ, Spinix bắt đi được vị trí của Fiku ở cụm jungle. Tuy nhiên Regali nhặt được khẩu ốc của Zygu và đổi mạng thành công dành cho những người đồng đội của mình. Heavy God lên tiếng với mạng ảo gục của Apex. Tuy nhiên Mezil cũng như là Flamzy đều có cho mình những mạng ảo gục và chỉ còn lại một mình vị trí Heavy God ở khu vực Aram mà thôi. Chắc chắn vị trí của Heavy God đã biết và đối phương vẫn còn đó là cả bên lửa rồi, cũng như là smoke. Vâng, một quả lửa, một quả smoke trả ra để gỡ bom và hết. Một tình huống chúng ta có thể thấy quá cẩn thận đến từ bên phía các thành viên của team Vitality. Mặc dù đó là một pha đi thanh tốt đúng không? Một đổi một với một upper thì tôi nghĩ rằng đó là lãi. Đặc biệt đó là cái tên Zygu. Vậy. Và khẩu up của Zygu đã được luân chuyển cho đến tận hai player của OG. Nhưng mà mãi đến tận khi mà vị trí của Zegali cầm được up thì mới có điểm kill dành cho OG. Vâng, một round thi đấu mà chúng ta có thể thấy được rằng là Vitality mặc dù họ đã định con xe ai, cái cách họ gì tách bom vẫn cực kỳ nhịp nhàng và chuẩn chỉ. Chính xác là như thế, bởi vì bọn họ còn quá nhiều bom mìn. Đúng. Rất dễ dàng trong những tình huống retake bom mà thôi. Vào thi đấu thứ 11, vị trí của Apex vừa bị bắn mất đi khoảng 30 HP. Tuy nhiên thì Fiku ngay lập tức chỉ còn lại cho mình đó là 4 máu thôi. Và quả nết của Zygu kết thúc đi mạng của Kito ở khu vực top mid. Lại mất người từ sớm đến từ đội hình của bên phía OG Esports. Và để xem nào, bom Saya của đội hình bên phía Vitality đang tạm thời được bỏ trống khi mà họ đang chủ động bắn đông ở khu vực jungle cũng như là connector. Liệu rằng Heavy God cũng như là vị trí của Fiku có đoán ra được điều này hay không đây? Vâng, chúng ta cũng xem. Có lẽ là hơi khó đoán thôi. Vâng, Heavy God thì vẫn đang ở trên khu vực LA thôi. Một round thi đấu bắn 2B và có đến tận 3 người kèm theo ở nối. Không ai được CD, không ai được trong xài cả. Đến từ bên Vitality ở khu vực Bonsaia kẹp hai nối và Apex bắt được vị trí quay Chanisius trước khi nằm xuống về Zegali. Không chính xác là chúng ta làm gì thì đúng hơn. Spinx đã ngã rồi và Apex quá yếu máu. Apex chỉ còn 14 HP mà thôi. Và ai cover trong trận Apex đây? Vâng, những quả đồ được trả ra nhưng Apex vẫn còn sống. Apex đã bị tốt, không thể được khi mà đó là một tình huống mà đối phương chỉ có một người mù mà thôi. Mezil lên tiếng với cái double kill của mình và giờ chỉ còn mình và chỉ có Zegali đổi sang một khẩu AK. Biết rằng chỉ Mezil đứng đầu thì có hai người ở giang hồ liền. Zegali đổi được một nhưng không thể làm được nổi khi đó là Zygu. Cover nhau là quá tốt đến từ đội hình bên phía Vitality. Cứ ngỡ như bom Saya của đội hình bên phía Vitality đã thủng rồi. Tuy nhiên Zygu cũng như là Mezil đều đã lên tiếng với những mạng hạ gục vô cùng quan trọng. Và vẫn chưa có một chiến thắng nào dành cho đội hình của bên phía OG Esports cả. Đang là một màn hủy diệt rất tàn bạo dành cho OG Esports đến từ đội hình bên phía Vitality. Đây, hãy nhìn tình huống bắn này của Mezil mà xem. Double kill dành cho Mezil, còn đối với Zygu, những tình huống bắn như kiểu vừa rồi thì gần như là cơm bữa đến từ anh chàng này rồi. Đẹp thì cũng là Samit. Vâng. Ủa, một tình huống mà chúng ta để thấy rằng là cuốn cùng rất rộng rồi. Vì được đầu là cứ vì thôi. Đến từ bên phía của thành viên của team OG, Apex bắt được Kito, lửa trả ra còn lỗi đến từ Fiku. Đây làm sao mà bắn được đây hả Fiku ơi? Vâng, bò qua quả smoke nhưng đã lộ tiếng. Chắc chắn tình huống nó Zygu đã biết có một người vào được sốt. Nhưng Fiku bắn tay to quá, bắt được Mezil rồi. Zygu đổi mạng thành công, double kill cho Zygu. Quá kinh khủng đến từ top 1 HLTV 2023. Và có lẽ rằng Zegali lại một lần nữa anh ấy sẽ để thua thôi. Khi mà đây là một tình huống 1v4, tôi không biết đây là lần thứ mấy thôi. Có vẻ đây là lần thứ 3, thứ 4 rồi. Mà Zegali lại rơi vào một tình huống khó như thế này. Liệu rằng có quad kill dành cho Zygu hay không đây, khi mà Regali đang lần mò khu vực B shot. Và đối phương có vẻ như đã biết rồi. Để xem nào, quả C4 thì vẫn đang cầm ở trên người Regali. Và không có cơ hội nào cả, Zygu hoàn thành cho mình cái quad kill và tỷ số bây giờ là 12-0 sau lượt thi đấu first half. Tôi không nghĩ rằng Vitality họ lại có thể áp đảo đến như thế này trước OG. Tôi nghĩ rằng với phong cách bắn của những người trẻ đúng không, một cái lối bắn có thể có nói một chút là theo kiểu tay to đi, thì sẽ có cho mình khoảng đâu đó 2-3 round thắng để đưa ít nhất là phải như vậy số về 9-3 cho nó có một tí gì đó gọi là hấp dẫn. Nhưng không ngờ lại quá một chiều như thế này, đặc biệt là khi đây là map pick của OG nữa. Hãy nhìn Zygu mà xem, ADR 140 cực kỳ khủng khiếp đến từ Zygu, và thậm chí Apex còn 119 cơ. Vâng, IGL bắn thế này rồi thì
Mezil hay là vị trí của Flamzy cũng không cần phải được, không cần phải chơi game nhiều. Mặc dù chúng ta có thể thấy rằng là những cái đóng góp của Mezil trong trận đấu này nó thực sự là quá thuyết phục. Chính xác là như thế. Mezil luôn là những người cover cho những người đồng đội của mình. Chính xác. Luôn là người cover cho những người đồng đội của mình. Những tình huống bóp flat, những tình huống mà Mezil di chuyển nó rất là hợp lý luôn để có thể support hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Và đặc biệt là những lần bị vị trí của anh chàng Mezil bắn ở khu vực B-shot ở bên phía City side, Matthew Miret này, anh ấy bắn rất chuẩn chỉ và nó có một cái nhịp cực kỳ gắn kết với cả những người đồng đội của mình đến từ vị trí của Mezil. Phải nói rằng một trong số những cái vị trí mà mình không thích bắn nhất ở Matthew Miret này phải là B-shot. Một trong số những cái nơi nó cũng hơi khó để chơi. Bởi vì thường thường bắn ở B-shot tay phải to to một tí. Tay to, linh hoạt các linh thứ. Linh hoạt đấy. Phải biết trả đồ các thứ để hỗ trợ cho người ở nối để có thể chiếm mid các kiểu con đà điểu. Nhưng Mezil làm những cái điều này nó quá là nhuyễn đi. Vâng, 10 điểm đến từ vị trí của anh chàng Mezil ở trong game thi đấu này. Nhưng cũng phải nói tới là lý do vì sao Apex lại có cho mình một cái cây đây nó khủng bố đến như vậy. Điều đầu tiên là phong độ cao. Chính điều thứ là hai, thế. Đây là một đối thủ quá vừa miếng. Vâng, đây không khác gì như kiểu những cậu em cả. Ừ. Vừa mới tập chơi game lại gặp ngay một anh đang kiểu danh khoảng đâu đó tầm GE đúng không? Đấy, ngày xưa là GE đấy. Apex sẽ dạy cho các em bắn thế nào là bắn set. Đấy. Từng bước một và cầm tay chỉ điểm đây này, bắn vào mồm như này này. Đấy, rất đơn giản đến từ Apex rồi. Một người có thể coi như lão làng trong làng CSGO rồi. Hay là CS2. Nói không qua thì tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể gọi Apex là một huyền thoại. Anh ấy đã thi đấu tựa game Counter-Strike từ những năm tháng còn rất trẻ của mình. Bây giờ Apex thì như cũng đã 30 tuổi rồi. Anh chàng này vẫn đang thi đấu đỉnh cao và vẫn đang dìu dắt những thành viên còn lại trong đội dành cho mình những cái danh hiệu cao nhất của cái tựa game Counter-Strike 2. Vâng, phải nói rằng là chức cúp vô địch Major cuối cùng của CSGO đã thuộc về Vitality. Đúng vậy. Và có vẻ như cái mục tiêu của Apex nó không chỉ dừng lại ở đó. Chính xác, anh chàng này chắc chắn sẽ hướng đến là cúp Major đầu tiên của tựa game CS2. Sau đó giải nghệ, đấy, là đẹp nhất. Mình nghĩ là giải nghệ đẹp nhất. Đừng giống một người bạn của Apex là vị trí của Diva. Không nên như thế. Vâng. Có nghĩa là lên đến đỉnh cao phát là dừng luôn. Không nên kiểu lấn la lấn tới. Cuối cùng lại chúng ta thấy cái kết cục thời điểm bây giờ nó khá là bi đát. Hơi buồn, hơi buồn. Nhưng là đoạn cuối sự nghiệp hơi buồn dành cho vị trí của Diva đi. Diva. G-Level đấy, G-Level cũng là một điều tương tự đấy. Cũng gọi là một chút là có phần là cùng thế hệ với cả Apex. Chính xác. Thì cũng trong quá khứ thì cũng đã rất nhiều lần Apex đối đầu với Global rồi. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị đến với lượt thi đấu second half thôi. Không được phép để thua ở Ravistone này. Nếu thua thì sẽ là một tỷ số 0-13 rất muối mặt dành cho đội hình bên phía OG Esports. Còn đối với Vitality, bọn họ sẽ xuất phát bên phía T-side trong lượt thi đấu second half. Apex cũng như vị trí của Mezil sẽ là những người lên quả đồ. Và với những lối di chuyển này thì đội hình của bên phía Vitality, bọn họ sẽ muốn công vào cuộc bom site A. Lên full bom mìn ạ, đến từ Apex như Mezil và hai quả đế này stack vào đâu đây, chúng ta cùng xem nào. Như vậy là nét tung 3. Ui hỏng rồi. Vâng, Heavy God bắn kinh quá ở khu vực lặn, ở khu vực chính xác là Sunquake có mấy cái triple kill. Liệu có đủ hay không đây? Tình huống đưa về là hai vết đại. Một pha stack nét rất có ý đồ đến từ Vitality, bắt chết người đứng ở cục thùng 3 luôn. Nhưng rất may với góc đứng khó chịu của mình ở khu vực đó là Sunquake thì Heavy God đã kịp thời đổi 3 trước khi ngã xuống. 2v2, Mezil cũng là Spinix sẽ đối đầu với Fiku cũng như là Nexus. Và để xem nào, đội hình Vitality, bọn họ bắt đầu bắn chậm rồi. Đang có một người ở khu vực lầu, đó là vị trí của Spin. Người cầm bom thì là vị trí của Mezil thì cũng đã bị đối phương phát hiện. Chắc chắn đội hình của bên phía team đó là OG Sport biết đội hình Vitality bọn họ vẫn sẽ quyết định lên cuộc bom site A trong tình huống này mà thôi. Vị trí của Spin thì cũng đã lộ rồi, tuy nhiên Nexus cũng không khá khẩm hơn. Cần phải là một tình huống bắn kẹp chéo cho nhau tốt đến từ Fiku cũng là Nexus. Fiku có cho mình cái đầu của Mezil. Tuy nhiên Spin headshot đi Nexus và chỉ còn lại một tình huống 1-1 và đó là double kill dành cho Spin. 13-0 là tỷ số ở map thi đấu đầu tiên. Vẫn là một chiến thắng quá hủy diệt dành cho Vitality mà thôi. Và không có điểm số thi đấu chiến thắng nào dành cho OG cả. Một màn ra quân quá thuyết phục của top 1 HLTV. Vâng, tôi chỉ biết đốt lên một câu là ao cá trình đến từ Vitality thôi. Một map thi đấu quá ao trình đến từ Vitality. Không chỉ tay mà ngay cả chiến thuật của họ cũng vượt trội hơn so với cả bên phía các thành viên của team OG là quá nhiều. Vâng, một đội tuyển quá mạnh từ hiện tại.
Nhưng mà đây cũng chỉ là một liều thuốc thử đơn giản dành cho bên phía các thành viên của team Vitality thôi. OG, một lineup mà có quá nhiều những cái tên mới, cũng như cũng có quá nhiều những cái tên mà chúng ta cũng đã quen mặt rồi đúng không? Đó là vị trí của Kito chẳng hạn, hay là cái tên Zekali. Thì Zekali chưa bao giờ được đánh giá là một, chính xác cả Fiku nữa. Zekali chưa bao giờ đánh giá là một upper kiểu là bắn chắc cả, phong độ rất là phập phồng. Còn bù lại thì bên kia Vitality thì họ có quá nhiều những player có thể coi như là già dơ ở trong CS2. 13-0 là kết quả của map thi đấu Mirage, map pick của đội viên phía OG Esports. Và với kết quả này thì có vẻ như là chúng ta đều biết sang đến map thi đấu thứ hai, map pick của đội bên phía team Vitality, map thi đấu Inferno, bọn họ trong 3 tháng đổ lại đây đang có tỷ lệ chiến thắng là 100%. Thì gần như là quá khó dành cho đội hình bên phía OG Esports để có thể nghĩ đến cho mình đó là một chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, chúng ta đã trải qua map thi đấu Mirage mà chỉ vỏn vẹn với 13 round, một cái kết quả mà quá trong vành. Vâng, chính xác là như vậy. Gần như chỉ tốn khoảng đâu đó 15 16 phút thôi nếu như mà bỏ qua cái khoảng thời gian nghỉ ở giữa hai hiệp đúng không? Quá là nhanh chóng đến từ bên phía của team Vitality. Còn đối với cả OG thì có lẽ rằng đã hết cơ hội cho họ rồi, bởi vì đây là map pick của họ, họ bắn như thế này thì sang Inferno thì nó quá khó. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với map thi đấu thứ hai, map pick của đội viên phía Vitality, map thi đấu Inferno.